Sinh nhật bạn thân thì tặng gì? Khi bạn nghĩ tặng Vespa Christian Dior cho ngầu. Thực tế là ê tỉnh giùm cái, làm gì có tiền tặng Vespa. Mà nhỏ bạn được cái cuồng màu xanh nên làm gì cũng phải có màu xanh cho nó mới chịu. Kê bạn ơi, vẽ cho bạn chiếc xe màu xanh nè. Kê đi xe màu xanh mà ok nha, không cho nổi được không nữa. Ok xong rồi đó, tặng mày chiếc xe chở chó đi chơi nha. Happy birthday!